Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách hiện nút video watch Facebook khi mà các bạn bị mất trên điện thoại nha. Ví dụ như mình trên cái trang Facebook của mình thì nó không có hiện cái phần watch để mà các bạn có thể vào xem video, thì làm thế nào để hiện ra cái phần này thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn nha. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Facebook của các bạn lên, tiếp theo các bạn hãy truy cập cái phần này nha. Mình sẽ truy cập vào trang cá nhân của mình. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy chọn vào là cài đặt và quyền riêng tư. Rồi mình sẽ chọn vào phần cài đặt. Rồi mình sẽ nhấn vào cài đặt trang cá nhân ngay cái phần này. Mình sẽ nhấn vào cài đặt trang cá nhân. Tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống dưới nha. Và các bạn hãy chọn vào lướt đến cuối cùng và các bạn hãy chọn vào thanh lối tắt. Mình sẽ chọn vào thanh lối tắt. Rồi ví dụ như ở đây là lối tắt ẩn thì mình đã tắt cái watch đi nên đã không thấy trên trang của mình, thì các bạn hãy nhấn vào cái chỗ phần đã ẩn và các bạn hãy nhấn vào ghim. Rồi mình sẽ ra xem cái trang cá nhân của mình có đã có hiện lại chưa nha. Vậy là cái phần watch này nè, watch video của mình đã hiện lên như thế này rồi, thì mình sẽ bấm vào để xem. Thì như các bạn có thể thấy thì nó đã hiện lên rồi nha.